Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh mời quý vị nghe bài viết của bình luận gia Vũ Linh với chủ đề Gấu điên mà thế giới bó tay. Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài 2 tuần. Cả thế giới đều thấy đây là cuộc chiến không cân tay, khi con gấu Nga to lớn gấp mấy lần con cáo Ukraine. Nhưng đúng là con cáo Ukraine vẫn chưa chết, vẫn lách qua cắn lại, khiến con gấu thấm mệt. Thất vọng lớn khi thấy con mồi khó nuốt hơn mình tưởng. Đến độ con gấu đã phải đề nghị ngồi nói chuyện với con cáo, cho dù là nói chuyện để câu giờ hay xoa dịu dư luận thế giới. Ukraine coi vậy mà khó nuốt thật. Trước hết, sự chống trả của quân đội Ukraine đã gây bất ngờ lớn cho Nga. Kế hoạch hành quân của Nga dự trù sẽ chiếm thủ đô Kiev trong vòng 2 ngày. Nhưng sự thật đã không giống như kế hoạch. Theo tin của chính quyền Ukraine, trong 2 tuần lễ đầu, đã có tới xấp xỉ 5.000 quân Nga bị thiệt mạng, cả mấy trăm chiến xa Nga bị phá, và đặc biệt nhất, sau cả 2 tuần, Nga vẫn chưa chiếm và kiểm soát được một thành phố lớn nào hết. Những tin về thiệt hại của Nga khó kiểm chứng được nên không biết chính xác hay không. Tuy nhiên, chỉ biết Nga đi hành quân, đặc biệt mang theo mấy cái máy hỏa thiêu xác chết tại chỗ, chứng minh lính Nga chết không ít và Putin đã chuẩn bị kế hoạch giấu nhẹm số tử vong. Ở đây ta thấy khác biệt đối xử giữa Nga và Mỹ với người lính chết. Mỹ thì cả mấy chục năm sau cũng còn năn nỉ Việt Cộng cho Mỹ đi tìm xác lính Mỹ chết trong rừng rậm, trong khi Nga mang theo máy đốt xác lính Nga cho tiện việc sổ sách. Quân và dân Ukraine đã hành xử một cách mà Nga hoàn toàn không tiên đoán được. Sự chống trả của dân và quân Ukraine đã mạnh hơn mọi dự đoán của Putin. Dân chúng Ukraine tự võ trang đánh Nga, một số không nhỏ nhờ cả chục ngàn cây súng mà Tổng thống Zelensky đã ra lệnh phân phát cho dân. Một số khác đánh Nga bằng bom xăng tự chế gọi là cocktail Molotov, tức là đổ xăng đầy một chai nước, bịt chai bằng nùi rẻ, đốt nùi rẻ rồi liệm vào quân xa hay xe tăng của Nga. Một số thanh niên và đàn ông sau khi mang vợ con vượt biên giới ra nước ngoài tị nạn đã trở về Ukraine để tham gia cuộc chiến chống Nga. Trong khi đó, các lực lượng quân sự của Ukraine đã trả đòn Nga rất mạnh. Nhiều quân nhân đã tử thủ tại nhiều nút chặn, kể cả một quân nhân đã tự hy sinh để đặt bom phá một cây cầu lớn, cản một đoàn xe thiết giáp của Nga. Đây là những phản ứng hoàn toàn ngoài sự tiên liệu của Nga và cả thế giới luôn. Tổng thống Zelensky, một người xuất thân là tài tử đóng phim hài rẻ tiền trên TV, bất ngờ đã biến thành một đại lãnh tụ, can trường bất khuất, trở thành một ngọn hải đăng, cả nước chạy theo ủng hộ. Đưa đến câu chuyện thời sự cộng đồng tị nạn ta đang sôi nổi tranh cãi là nên bầu một anh hề Zelensky làm tổng thống hay là bầu một tổng thống Biden lên làm trò hề. Tình hình chiến sự. Dưới đây là tóm lược vài tin về tình hình chiến sự đáng lưu ý nhất. Nga gặp khó khăn khi cả 2 tuần lễ nay vẫn chưa chiếm được bất cứ thành phố lớn nào, do đó đã gia tăng đánh bom Kiev và Kharkiv. Quân Nga đã đánh một cách tàn bạo nhất, bắn hỏa tiễn và đại bác vào khu dân sự, bất cần biết dân chết bao nhiêu. Có tin Nga đã thiệt hại rất nặng, 5.300 quân, 816 xe cơ giới bọc thép, 291 xe các loại, 191 xe tăng, 60 xe bồn chứa xăng, 29 máy bay, 29 trực thăng, 74 khẩu pháo, 21 bệ phóng hỏa tiễn, 5 bệ phòng không, 2 tàu chiến, 3 máy bay không người lái và một hệ thống hỏa tiễn đã bị phá hủy hay bắn hạ. Những tin này cần được đọc với sự dè dặt lớn vì khó kiểm tra được tổn thất của Nga. Không ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một đoàn quân xa Nga dài tới 40 dặm đang tiến vào thủ đô Kiev hôm thứ Ba đầu tuần. Kẻ này thắc mắc không hiểu, không quân Nga
Xin lỗi quý vị, kẻ này thắc mắc không hiểu không quân của Ukraine đâu, sao không dội bom vào đoàn xe đi khơi khơi giữa ban ngày ban mặt này? Chẳng lẽ không quân của Ukraine đã bị Nga tiêu hủy trọn vẹn ngay từ đầu? Putin gửi 400 đặc công qua Ukraine đi lùng giết Tổng thống Zelensky. Đây là loại lính đánh thuê chuyên nghiệp tư nhân của một đại gia Nga thân Putin. Do Putin trả tiền thuê chúng làm công tác đặc biệt này, công tác thất bại, một số lính đánh thuê này bị giết hay bị bắt. Nga tố mạnh với Putin cuối tuần trước ra lệnh đặt lực lượng nguyên tử trong tình trạng báo động, đưa đến câu hỏi khổng lồ là Putin có dám dùng vũ khí nguyên tử không? Nếu câu hỏi này với bất cứ ai khác thì câu trả lời hiển nhiên là không, nhưng với Putin là tên cuồng nặng, không có gì hắn không dám làm. Phản ứng của cụ Biden trước tin kinh hoàng này là gì? Cụ đi về nhà ở Delaware, lo dắt chó đi dạo mát ở bờ biển. NATO tố ngược lại, huy động lực lượng ứng trả cấp tốc. Đây là lực lượng với khoảng 40.000 quân nhân thiện chiến nhất, là lực lượng phòng bị để đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất của NATO. Tuy nhiên, chỉ mới là huy động, tức là ra lệnh họ chuẩn bị thôi, chưa có lệnh đi Ukraine hay đi đâu hết. Putin trước đây đề nghị nói chuyện với Ukraine về việc giải giới quân sự cả nước Ukraine, nghĩa là đòi Ukraine đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện. Sau đó đổi ý, đề nghị nói chuyện vô điều kiện. Zelensky đồng ý. Cuộc họp đầu tiên diễn ra trên vùng biên giới của Ukraine và Belarus đã đi đến kết quả là đồng ý gặp nhau nữa. Dĩ nhiên không ai ngây thơ hy vọng cuộc họp mặt lần đầu tiên sẽ chấm dứt chiến tranh ngay. Tuy nhiên, cuộc họp thứ nhì đã đi tới thỏa hiệp hưu chiến tại một số khu vực để di tản dân bị thương và chết. Ngày thứ Năm vừa qua, nhà máy điện nguyên tử lớn nhất Âu Châu bị Nga pháo kích cháy lớn. Cả thế giới hồi hộp chờ các chuyên gia đang theo dõi xem có phóng xạ nguyên tử thất thoát ra không. Phản ứng của cụ Biden trước tin kinh hoàng này ra sao? Cụ lại đi về Delaware cuối tuần để lo dắt chó đi hóng gió biển. Hình như ưu tư lớn nhất của cụ luôn luôn là việc bảo đảm con chó được đi hóng gió biển mỗi cuối tuần. Thế giới có chiến tranh nguyên tử cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Về phản ứng, phần này chỉ ghi nhận phản ứng quan trọng nhất. Các chi tiết thì đã có quá nhiều báo loan tin rồi. Nga phủ quyết biểu quyết lên án xâm lăng Nga của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Sau đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết lên án Nga xâm lăng. Nga biểu quyết chống. Hết chuyện, có gì lạ không? Các nước Âu Châu mở toang cửa đón nhận tất cả di dân tị nạn của Ukraine. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết chỉ trong 2 tuần qua đã có tới hơn 1 triệu dân Ukraine vượt biên giới chạy qua tị nạn tại các xứ láng giềng, đặc biệt hơn là một nửa đã xin tị nạn tại Ba Lan. Mỹ và Âu Châu loại một số ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống SWIFT là hệ thống chuyển tiền thế giới. Nga có hệ thống chuyển tiền riêng nhưng nhỏ hơn nhiều. Việc loại ra khỏi SWIFT sẽ khiến việc gửi tiền để trả nợ hay mua bán hàng hóa sẽ khó khăn và chậm trễ. Đây là biện pháp tài chính có lẽ quan trọng nhất. Tuy nhiên, Mỹ và Âu Châu cũng chưa dám thẳng tay loại tất cả các ngân hàng của Nga mà chỉ loại một vài ngân hàng nhỏ thôi. Loại toàn bộ hệ thống ngân hàng của Nga sẽ gây cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế lớn cho cả thế giới, nhất là Âu Châu, khi Âu Châu không chuyển tiền mua dầu khí và dầu hỏa của Nga được và sẽ không nhận được dầu khí của Nga nữa. Nhiều nước Âu Châu như Ba Lan, Đức, Tiệp, Hà Lan, Pháp, Anh, v.v. ào ào viện trợ súng đạn và vũ khí khẩn cấp cho Ukraine. Đức viện trợ hỏa tiễn Javelin chống chiến xa tối tân nhất. Năm nước Âu Châu trước đây trung lập trong cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga nay đã thay đổi thái độ, tích cực viện trợ quân sự cho Ukraine, gồm có Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Lục Xâm Bảo và Áo Quốc. Lạ lùng hơn nữa, Thụy Sĩ là sứ tận trung lập trong tất cả các cuộc chiến từ thời Napoleon cho tới thời Hitler. Bây giờ cũng tham gia cấm vận, cấm máy bay Nga không được bay qua không phận của Thụy Sĩ, ra lệnh phong tỏa tài sản của Putin, Thủ tướng và Ngoại trưởng của Nga luôn. Một số biện pháp đáng kể khác. Liên Âu cấm máy bay Nga bay qua không phận của Liên Âu. Thụy Điển và Phần Lan nghiên cứu việc gia nhập Liên minh NATO. Tổng thống Zelensky cũng tắt tai Putin bằng cách chính thức ký tên xin gia nhập tổ chức Liên Âu. Mỹ cấm máy bay Nga vào không phận của Mỹ và chuẩn bị cấm tàu Nga vào các bến tàu Mỹ. Tuy chắc không làm được khi Mỹ vẫn nhập cảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga. Tổng thống Putin lên tiếng cho rằng những biện pháp trừng phạt Nga không chính đáng vì Nga chỉ đang tự bảo vệ nước Nga,
tuyệt đối không có ý định chống đối hay xâm lăng Ukraine hay Âu Châu gì hết, và sẵn sàng nói chuyện với Âu Châu hay Mỹ về một giải pháp bảo vệ an toàn cho Nga. Ai muốn tin Putin thì cứ tin. Nói về ông Biden, cuộc chiến Ukraine sẽ đi vào lịch sử như thảm bại đối ngoại thứ nhì của cụ trong một năm nắm quyền. Theo thăm dò mới nhất, hơn một nửa dân Mỹ cho rằng cụ Biden không có khả năng đối phó với khủng hoảng Ukraine. Tin đáng lo nhất là hơn 60% cử tri khối độc lập, không đảng nào, không tin tưởng cụ Biden chút nào. Cụ Biden sáng tạo hay là ngu? Tin báo chí tiết lộ ít ngày trước khi Putin đánh Ukraine, cụ Biden vẫn cố gắng thuyết phục tập Xì Dầu đứng về phe của Mỹ, chống Nga. Cụ đưa cho tập một xấp tài liệu mật báo liên quan đến di chuyển quân của Nga, các căn cứ quân sự và giàn hỏa tiễn Đại Bác vân vân của Nga để thuyết phục tập là Nga chuẩn bị đánh thật. Tập Cận Bình nhận tài liệu, coi xong, điện thoại cho Putin, xác nhận Trung Cộng ủng hộ Nga 100%, gửi tất cả tài liệu tối mật do cụ Biden cung cấp cho Putin và nhắc Putin cần bảo mật kỹ hơn. Các chuyên gia đang tranh cãi việc cụ Biden ra lệnh đóng cửa tòa đại sứ của Mỹ tại Kiev. Cụ Biden đóng cửa tòa đại sứ Mỹ ngày 14 tháng 2, 10 ngày trước khi Nga đánh, khiến nhiều người chỉ trích cụ Biden đã gửi thông điệp rất rõ cho Putin là Mỹ bỏ Ukraine cho Nga. Những người bên cụ Biden cho rằng đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sinh mạng nhân viên tòa đại sứ Mỹ, và đó là việc làm quan trọng hơn tất cả mọi tính toán chính trị. Đó chính là lý luận của kẻ yếu. Nếu bảo vệ sinh mạng là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện khác, thì trong tương lai sẽ không có một đồng minh nào có thể tin Mỹ sẽ dám mang sinh mạng lính Mỹ bảo vệ bất cứ ai trên thế giới này. Cụ Biden đã khuyến cáo công dân Mỹ đang sống tại Nga nên rời Nga càng sớm càng tốt, trước khi các hãng máy bay quốc tế ngưng các chuyến bay tới và đi khỏi Nga. Đây là lần thứ ba trong một năm đầu mà cụ Biden đã ra lệnh dân Mỹ tháo chạy, lần thứ nhất tại Afghanistan, thứ nhì tại Ukraine và bây giờ tại Nga. Ra lệnh quân nhân, ngoại giao đoàn và dân Mỹ vắt chân lên cổ tháo chạy, quả đúng là nghề của chàng. Tổng thống Zelensky từ chối đề nghị của Mỹ cho trực thăng bốc ông ra khỏi xứ. Trả lời Biden, Tổng thống Zelensky nói, tôi cần súng đạn, không cần bốc đi đâu hết. Một cái tát tai vào mặt một người hèn nhát. Bộ trưởng John Kerry, đặc biệt phụ trách vấn đề khí hậu, đã lớn tiếng cảnh cáo thế giới không nên vì chiến tranh nhất thời của Ukraine mà quên lãng mối nguy hâm nóng địa cầu. Cái này thấy tay này hiển nhiên cần đi khám đầu óc gấp. Chuyện chiến tranh nóng bỏng chết cả ngàn người trước mắt không lo, đi lo chuyện trái đất bị hâm nóng 3 triệu năm nữa. Tiếp đến, bạn nói về Tổng thống Trump. Trong dịp nói chuyện với cử tri bảo thủ trong đại hội bảo thủ tại Orlando, ông Trump đã nhắc lại và xác nhận Putin rất khôn ngoan. Ông nói đại khái như sau, vấn đề không phải là Putin khôn, dĩ nhiên hắn rất khôn. Vấn đề là lãnh đạo của chúng ta ngu, và cho đến nay đã cho phép hắn thành công với cuộc tấn công chống nhân loại này. Putin đã gõ vào đầu lãnh đạo của chúng ta như là gõ trống vậy. Putin đã chiếm nguyên một xứ và trả giá bằng vài biện pháp trừng phạt đáng giá $2. Putin đã là một lãnh đạo xa hơn tổng thống của chúng ta. CNN phát điên, viết ngay bài bình luận tố cáo Trump không phục, ca tụng Putin và hiển nhiên đã đứng về phe của Putin, ủng hộ và ca tụng Putin đánh chiếm Ukraine. Trump nói quá đúng, có gì sai? Nịnh Putin chỗ nào? Ủng hộ việc Putin đánh Ukraine ở chỗ nào? Khi CNN phải xuyên tạc thô bỉ và rẻ tiền như vậy, thì đó là dấu hiệu rõ rệt truyền thông phe ta vẫn bị ông Trump khiêu khích, chọc tới phát khùng luôn và tìm đủ cách đánh ông ta, kể cả dùng những xuyên tạc bóp méo ngu xuẩn nhất mà chỉ có vài con vẹt tị nạn hồ hởi tin và nhai lại thôi. Những bài học. Thứ nhất, thực lực của Nga. Theo tạp chí Newsweek, sau 2 tuần quan sát cuộc tấn công đánh Ukraine của Nga, tất cả các chuyên gia quân sự Âu Mỹ ngã ngửa vì ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì Nga đánh, mà ngạc nhiên vì thực sự quân đội Nga đã yếu kém, tồi tệ hơn xa tất cả mọi dự tính chiến lược của Âu Mỹ. Tất cả các chuyên gia quân sự đều nghĩ quân lực Nga mạnh gấp mấy lần, phải mạnh gấp mấy chục lần quân lực Ukraine, và nếu Nga tung hết lực lượng, cả nước Ukraine sẽ thất thủ trong vòng 2-3 ngày. Thực tế là cả 2 tuần lễ sau khi Nga đánh Ukraine, từ 3 phía, kết quả vẫn chỉ vào lãnh thổ Ukraine được có vài chục dặm, không chiếm được bất cứ một thành phố lớn nào. Thành phố
Kharkiv, cách biên giới Nga có 20 dặm, lãnh đạn pháo kích và đại bác từ Nga bắn qua ngày đêm cả hai tuần nay mà vẫn chưa thất thủ. Đã vậy, các chuyên gia cũng nhìn thấy đoàn quân viễn chinh của Nga chẳng những rất nặng nề, tiến rất chậm mà lại còn gặp nhiều khó khăn lớn về tiếp vận, thiếu xăng, thiếu đạn và thiếu cả lương thực cho lính, trong khi thiếu chuẩn bị cho mùa đông cực lạnh trong vùng này, cho dù đã chuẩn bị, tập trung lính cả mấy tháng trước khi tấn công. Đó là chưa kể việc quân Nga có thể đã chết rất nhiều nhưng giấu nhẹm khi xác lính Nga bị thiêu hủy tại chỗ. Cuộc chiến này sẽ bắt các chiến lược gia xét lại toàn bộ tất cả các kế hoạch quân sự chống Nga. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự thăng trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.